Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV, đài phát thanh truyền hình cao bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Sáng ngày 10 tháng 12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trong hai ngày diễn ra hội giảng các nhà giáo đã thể hiện các bài thi một cách tự tin sáng tạo trong đó có một bài giảng lý thuyết bốn bài giảng thực hành và tám bài giảng tích hợp theo đánh giá của ban tổ chức các bài dự thi tham dự hội giảng năm nay phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm đã được áp dụng tốt các bước lên lớp được thực hiện đầy đủ các bài học có mục tiêu rõ ràng chuẩn xác các bài giảng lý thuyết và tích hợp đã áp dụng phương pháp dạy học thuyết trình ngắn tăng cường hỏi đáp trao đổi đối với các bài thực hành áp dụng hiệu quả phương pháp làm mẫu đóng vai kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực hành hình thành được ý thức thái độ và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh các phương tiện trang thiết bị dạy học được sử dụng khoa học các nhà giáo đều sử dụng công nghệ thông tin cho trình giảng hội giảng là dịp để các nhà giáo trao dồi học hỏi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy kỹ năng nghề cũng như nhiều ý tưởng mới về phát triển phương tiện đồ dùng trong dạy học từ kết quả này, ban tổ chức chọn những bài giảng hay chất lượng, những nhà giáo dạy giỏi để chuẩn bị tham gia Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp Toàn quốc năm 2024. Kết thúc hội giảng, ban tổ chức trao giấy khen cho 4 tập thể, trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các nhà giáo tham dự hội giảng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 181 công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn 7 huyện nghèo, giải ngân 69% kế hoạch. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, các sở ngành địa phương đã tổ chức trên 40 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giảng viên nguồn ra suất hộ nghèo, cận nghèo và truyền thông giảm nghèo với gần 4.460 đại biểu tham dự chỉ đạo các huyện thành phố thực hiện ra soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2023 đảm bảo đúng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền cấp phát 30.000 tờ rơi về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến nay thực hiện dự án 1 về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo với tổng số vốn được giao là trên 815 tỷ đồng toàn tỉnh đã triển khai đầu tư 181 công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn 7 huyện nghèo, trong đó xây dựng 108 công trình giao thông, 13 công trình điện, 35 công trình trường học, 25 công trình y tế, phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa thể thao, thủy lợi, nước sinh hoạt. Hỗ trợ thực hiện duy tu bảo dưỡng được 106 công trình phục vụ dân sinh, sản xuất thiết yếu. Tổng số vốn đã giải ngân được hơn 562,6 tỷ đồng, đạt 69% trong đó ngân sách trung ương 561,5 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp, ngân sách địa phương trên 1 tỷ đồng. Theo giả soát, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã giảm nghèo được 5.342 hộ, bằng 4,29%. Hiện nay, các huyện đang tổng hợp kết quả sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, ước giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt trên 4% để chủ động kiểm soát kịp thời có hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc gia cầm, giảm thiểu tác động xấu đến phát triển chăn nuôi. Năm 2024, tỉnh Cao Bằng bố trí trên 21,2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó có hơn 1,2 tỷ đồng chi cho các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bảo quản, vận chuyển vaccine, hóa chất, giám sát, lấy mẫu dịch bệnh, động vật, tùy giản. Gần 20 tỷ đồng chi cho các hoạt động mua vaccine tiêm phòng, hóa chất khử trùng, gồm gần 900.000 liều vaccine Newcastle, và lắc to cầm. Hơn 400.000 liều vaccine lở mồm long móng tụ huyết trùng cho châu bò, hơn 100.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi. Năm 2024 sẽ có các đợt tiêm phòng tập trung vào tháng 3 và tháng 5, tháng 9 và tháng 11. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% tổng đàn việc chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm thủy sản sẽ góp phần giúp các địa phương kịp thời ứng phó với các dịch bệnh nguy hiểm hạn chế thấp nhất thiệt hại quản lý giám sát chặt chẽ dịch bệnh phát hiện sớm các ổ dịch trần đoán chính xác xử lý nhanh không để lây lan ra diện rộng bảo vệ đàn gia súc gia cầm thủy sản góp phần ổn định và phát triển chăn nuôi bền vững bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái Ngày 10 tháng 12, khối thi đua các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo tại xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Khối thi đua các ngân hàng bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Phòng giao dịch Cao Bằng chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Đông Bắc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương. Thực hiện công tác an sinh xã hội trong năm 2023, Hội thi đua đã tiến hành khảo sát và quyết định hỗ trợ gia đình ông Âu Văn Dũng, sinh năm 1971 tại xóm Sông Bằng, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Gia đình ông Dũng là hộ đặc biệt khó khăn, bản thân ông Dũng là lao động chính nhưng bị tật bẩm sinh, do vậy gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt lao động. Cả gia đình 5 người sống trong con nhà cũ đã xuống cấp và có nguy cơ sạt lở khối thi đua các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã trao 44 triệu đồng để giúp gia đình xây dựng nhà ở. Nguồn kinh phí được đóng góp từ các đơn vị trong khối thi đua để thực hiện công tác an sinh xã hội. Sau một thời gian thi công, đến nay ngôi nhà của ông Âu Văn Dũng đã cơ bản hoàn thành với diện tích trên 80 m2 hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động góp phần cùng các cấp các ngành các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh chung tay giúp đỡ người nghèo với mong muốn hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo đồng thời thực hiện tốt đề án xóa nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn tỉnh ngày 10 tháng 12, Agribank chi nhánh Hà Nội 1 phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng tặng kinh phí mua trang thiết bị trường học và tặng máy tính quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Hà Quảng. Tại buổi lễ, Agribank chi nhánh Hà Nội 1 trao tặng kinh phí 50 triệu đồng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng. Với nguồn kinh phí này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng sẽ phân bổ kinh phí cho các trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Dính, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Cần nông để mua trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. Dịp này, Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng tặng 5 bộ máy tính nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho công tác giáo dục tại các điểm trường học vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn trong công tác dạy và trao 10 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước và quốc tế. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Jensen Huang, Chủ tịch Tổng giám đốc tập đoàn Nvidia Hoa Kỳ, công ty sản xuất chip đắt giá nhất thế giới với giá trị thị trường gần 1,2 nghìn tỷ USD thủ tướng đề nghị nvidia xác định tầm nhìn chiến lược lâu dài trong việc hợp tác đồng hành hỗ trợ việt nam xây dựng thực hiện chiến lược bán dẫn quốc gia phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn ở cả ba công đoạn là thiết kế xây dựng nhà máy sản xuất chip và đóng gói kiểm thử Thủ tướng chính phủ đề nghị Nvidia tập trung hợp tác đầu tư hạ tầng, xây dựng các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển trung tâm thiết kế, phát triển sản phẩm chip bán dẫn và công nghệ trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu lớn, tính toán hiệu năng cao và các chương trình đào tạo kỹ sư bán dẫn tại Việt Nam. Chủ tịch Nvidia, Jensen Huang cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Hoa Kỳ tạo điều kiện nền tảng rất thuận lợi cho các hoạt động hợp tác và lĩnh vực bán dẫn trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước. Với quan điểm coi Việt Nam là ngôi nhà của mình, ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới, qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy các công ty khởi nghiệp thiết kế, phát triển các siêu máy tính, sản xuất các phần mềm của tương lai. Góp phần vào tương lai số hóa của Việt Nam, Nvidia rất hân hạnh có thể tham gia vào quan hệ đối tác với Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những đánh giá và cam kết mạnh mẽ của chủ tịch tập đoàn Nvidia, cho biết Việt Nam sẽ thành lập tổ công tác để triển khai, thúc đẩy các thỏa thuận nội dung hợp tác giữa hai bên, do chính thủ tướng làm tổ trưởng. Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, môi trường đầu tư Việt Nam ngày càng hấp dẫn, thu hút nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam tới đây của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến hai bên sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, địa phương, người dân và doanh nghiệp triển khai hợp tác hiệu quả hơn trong thời gian tới. Riêng năm nay, Trung Quốc đứng thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng mức hơn 3 tỷ USD, nhưng dẫn đầu về số dự án đầu tư mới, chiếm 22%. Lãnh đạo hội đồng kinh doanh Trung Quốc ASEAN cho rằng, hợp tác đầu tư và ngoại thương Trung Quốc Việt Nam ngày càng lành mạnh, khi xuất siêu của Trung Quốc sang Việt Nam giảm và Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hàng Việt Nam, tăng đầu tư sang Việt Nam, ngành nghề đầu tư cũng ngày càng phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư công nghệ cao của chính phủ Việt Nam. Môi trường đầu tư hấp dẫn, nguồn lao động dồi dào, kết nối vận chuyển hàng hóa giữa hai nước láng giềng thuận lợi, Việt Nam ưu tiên chính sách chuyển đổi xanh chính là yếu tố khiến các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh mở rộng đầu tư sang Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với xu thế các nước lớn đầu tư mạnh sang láng giềng cũng như nội khối khi cả Trung Quốc Việt Nam đều là thành viên của RCEP, Trung Quốc, ASEAN, đối tác thương mại số một của nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài khai thác thị trường năng động, 100 triệu dân của Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư sang Việt Nam cũng là mở cửa sang ASEAN và thế giới. Dự kiến cuối năm 2023 sẽ có thêm 9 xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Theo báo cáo của chính phủ về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ước tính tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 3,3%, giảm 5,62%. Ước tính tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%, đạt chỉ tiêu quốc hội chính phủ giao và tỷ lệ hộ nghèo trên 74 huyện nghèo giảm từ 4 đến 5%. Dự kiến cuối năm 2023 có thêm 9 xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Qua đó, góp phần đạt tiêu chí để được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với 10 trên 54 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt khoảng 18,5% so với chỉ tiêu quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ giao là đến năm 2025 có 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Chính phủ đánh giá các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình và giải quyết các kiến nghị khó khăn vướng mắc của các địa phương đã cơ bản được ban hành đầy đủ kịp thời, tạo khung pháp lý để các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện chương trình. Vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện chương trình đã được cấp có thẩm quyền giao đầy đủ cho các bộ ngành và địa phương, kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đạt yêu cầu của Quốc hội chính phủ giao. Bước đầu người dân đã có ý thức chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chủ động tổ chức các hoạt động sản xuất chăn nuôi trồng trọt tạo sinh kế, thu nhập ổn định. Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có sự thay đổi đó là học sinh chỉ thi tốt nghiệp với 4 môn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp, nhiều trường đại học cho biết những thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyển sinh bởi các trường hiện sử dụng đa dạng phương thức xét tuyển không phụ thuộc nhiều vào kết quả kỳ thi này. Những năm gần đây, các trường đại học đã đưa ra nhiều phương thức xét tuyển theo xu hướng giảm dần tỷ lệ tuyển sinh theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì thế, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, nhiều trường đại học cho biết phương hướng tuyển sinh năm 2024 và từ năm 2025 về cơ bản vẫn giữ ổn định như hiện nay. Giảm dần sự phụ thuộc vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp mà sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển là xu hướng mà nhiều trường đang áp dụng. Việc các trường đại học đa dạng phương thức tuyển sinh vừa giúp trường tuyển được những thí sinh phù hợp nhất cho các ngành nghề đào tạo, vừa không bị ảnh hưởng nhiều khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sự thay đổi. Tin quốc tế, chính phủ Indonesia xác định cần tới 5,7 tỷ USD để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng thân thiện với môi trường. Thông tin trên được công bố tại diễn đàn bền vững Madiri vừa diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Đại diện chính phủ Indonesia cho biết, nước này đang nỗ lực thực hiện theo cam kết tại thỏa thuận chung Paris chống biến đổi khí hậu với mục tiêu giảm 31,89% khí thải nhà kính. Kể từ năm 2015, cơ quan dịch vụ tài chính Indonesia đã thực hiện một số bước như công bố lộ trình tài chính bền vững giai đoạn 2015-2019, lộ trình tài chính giai đoạn 2021-2025 nhằm củng cố hệ sinh thái tài chính bền vững, tạo cơ sở để triển khai phân loại xanh vào năm 2020 và hiện đã phát triển thành hệ thống phân loại bền vững Năm 2023, cơ quan này đã ban hành quy định về giao dịch tín chỉ carbon và bắt đầu các hoạt động trao đổi carbon vào cuối tháng 9. Trong khi đó, việc phát hành trái phiếu nội địa thân thiện với môi trường cũng tiếp tục phát triển, với thị trường đạt hơn 20.000 tỷ rupee, gần 1,3 tỷ USD. Đại diện chính phủ Indonesia khẳng định, bất chấp những thách thức đối với việc phát triển nền kinh tế bền vững, Indonesia có tiềm năng chống lại các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và đạt được mục tiêu không phát thải carbon. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.